xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTV3. Vâng, thưa quý vị, quý chị, có lẽ trong chúng ta ai cũng đã từng gặp phải những giấc mơ, và có những giấc mơ thì rất là đẹp, có những giấc mơ chúng ta chỉ mong muốn chìm đắm trong giấc mơ đó, nhưng cũng có những giấc mơ đem lại nỗi sợ hãi cho chúng ta, và thậm chí thì còn có những cái giấc mơ đem lại những cái khủng hoảng trong tâm lý. Và quý anh chị có bao giờ gặp phải những giấc mơ như là chúng ta bị rơi hay là gặp phải như là bóng đè không quý anh chị? Vâng, thưa với lại quý anh chị, tôi đã từng nghe có những câu chuyện, có những người kể rằng là họ đã không dám đi ngủ và họ rất là lo sợ khi mà phải đi ngủ, vì cứ mỗi lần đi ngủ là họ gặp phải những cái giấc mơ rất là khủng khiếp. Vậy thì những giấc mơ có liên quan gì đến cuộc sống, cũng như là liên quan gì đến tâm lý, hay là liên quan gì đến vấn đề về tâm linh không quý anh chị? Bởi vậy có những cái câu hỏi đặt ra rằng là giấc mơ thì ảnh hưởng gì đến sức khỏe, cũng như là giấc mơ thì có ảnh hưởng gì đến tâm lý hay không, và giấc mơ thì có hại hay là có lợi. Vâng, thưa quý anh chị, thì có rất nhiều những câu hỏi được đặt ra, và trong video này thì tôi xin được chia sẻ đến quý anh chị một vài những cái vấn đề về giấc mơ, và làm thế nào để chúng ta có thể có được những giấc mơ đẹp mà lại không phải có những cái giấc mơ ác mộng, và làm thế nào để chúng ta có được một giấc ngủ ngon và giấc ngủ sâu để đem lại những cái sức khỏe tốt cho chúng ta. Và để biết được vấn đề này như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý cô anh chị chúng ta cùng theo dõi video. Có lẽ trong chúng ta ai cũng đã từng có những giấc mơ đẹp, hoặc cũng đã từng có những giấc mơ mà khiến chúng ta phải toát mồ hôi. Vậy thì giấc mơ có lợi hay có hại với sức khỏe của chúng ta? Theo như khoa học thì giấc mơ là điều bình thường của giấc ngủ. Nó chỉ đơn thuần là bộ não của chúng ta sắp xếp lại những thứ hỗn độn mà một ngày dài chúng ta tiếp nhận mà thôi. Theo góc độ của tâm lý học thì giấc mơ là điều mà chúng ta mong muốn và chưa có được, đó chỉ là điều mà trí não chúng ta làm thỏa mãn sự mong muốn hàng ngày của chúng ta. Vậy thì còn với những giấc mơ như ác mộng hoặc bóng đè thì sao? Theo các nhà khoa học, hiện tượng ngủ mơ bị bóng đè thì được chia ra thành 3 nhóm chính. Một là ảo giác đột nhập. Người ngủ bị bóng đè có cảm giác như ai đó đi lại trong phòng. Cảm giác sợ hãi khiến các bộ phận trên cơ thể bị co cứng, không thể cử động, khó thở và mệt mỏi sau khi thức dậy. Đây là hiện tượng do các cơn co cơ gây ra. Thứ hai là ảo giác thăng bằng. Người ngủ bị bóng đè thường có cảm giác như bị rơi xuống vực sâu hoặc bị ngã từ tầng cao xuống, cảm giác khó thở, choáng váng và ra nhiều mồ hôi, tim đập nhanh và gây hoảng sợ. Đây là hiện tượng do chứng rối loạn tiền đình gây ra. Thứ ba là ảo giác thực thể. Hiện tượng này gặp nhiều ở những giai đoạn cuối của các giấc ngủ hay nằm mơ bị bóng đè. Ngủ hay mơ ác mộng dạng này cũng gây ra các hiện tượng khó thở, tay chân cứng đơ, ra nhiều mồ hôi. Tình trạng này do suy nhược cơ thể hoặc thiếu oxy lên não gây ra. Cũng theo các nhà khoa học thì thường xuyên ngủ mơ bị bóng đè hay ngủ mơ ác mộng, nguyên nhân chính của nó là do rối loạn tuần hoàn thức ngủ. Theo các nhà khoa học cho thấy, ngủ hay gặp ác mộng là một trong các triệu chứng của các chấn động tâm lý. Người mắc chứng tâm thần hoảng loạn, những người đang gặp phải những áp lực trong cuộc sống, trong công việc. Các đối tượng mắc bệnh trầm cảm có tỷ lệ mơ bị bóng đè nhiều hơn những người có tình trạng sức khỏe bình thường. Tại sao lại bị bóng đè? Khi xuất hiện tình trạng ngủ bị bóng đè thường xuyên là do một phần não bộ của chúng ta đã thức, và chúng ta khi đó có thể nhận thức, tâm trí có ý thức nhưng cơ thể không hoạt động được do một phần não bộ chỉ huy hệ thần kinh vận động vẫn còn trong tình trạng ngủ. Mơ bị bóng đè tương tự như hiện tượng ngủ hay mơ gặp ác mộng. Đó là các triệu chứng sinh lý hoặc bệnh lý trong cơ thể, chứ không phải thuộc về tâm linh như chúng ta thường hay nói đến. Ngủ mơ có lợi hay có hại cho sức khỏe con người? Ngủ mơ theo đúng giai đoạn của giấc ngủ và diễn ra không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ là nhà trị liệu tâm lý tuyệt vời cho chúng ta. Tuy nhiên, một số giấc mơ xuất hiện với cường độ dày đặc, ngủ bị bóng đè, ngủ hay nằm mơ để lại nỗi ám ảnh và cả tâm lý lẫn sức khỏe, thì nguyên nhân chính xuất phát từ vấn đề sức khỏe của cơ thể đang gặp vấn đề từ trước đó. Các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, huyết áp, bệnh trầm cảm thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngủ không sâu hay ngủ mơ linh tinh. Cách hạn chế tình trạng ngủ mơ nhiều.
cách trị bóng đè. Ngủ không ngon giấc hay mơ để có một đêm ngủ ngon giấc, tránh bị bóng đè khi ngủ. Ngoài việc ăn uống khoa học và luyện tập thể thao điều độ, chúng ta cần áp dụng những cách dưới đây. Cách để hạn chế tình trạng ngủ hay mơ ác mộng, ngủ bị bóng đè, ngủ hay mơ linh tinh. Giải tỏa tâm lý bằng cách thư giãn, đọc một quyển sách yêu thích, nghe một bản nhạc, tắm hoặc ngâm chân trong nước ấm. Trang bị một chiếc giường ngủ, chăn ấm, nệm êm để có thể chìm vào giấc ngủ nhanh nhất trong trạng thái dễ chịu. Không sử dụng thức ăn nhanh, gây đầy bụng khó tiêu. Không uống các loại nước tăng lực chứa caffeine, gây kìm hãm giấc ngủ sâu. Ngủ và thức giấc vào một khung thời gian cố định. Không nên ngủ quá 9 giờ mỗi đêm. Vâng, thưa với lại quý cô bác anh chị, thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ đến quý cô anh chị những cái vấn đề về giấc mơ và nó có liên quan thế nào đến với lại sức khỏe cũng như là đến với lại tâm lý của chúng ta, đúng không quý cô anh chị? Bởi vậy mà chúng ta hãy tích cực làm sao để có được những giấc mơ đẹp. Muốn có được những giấc mơ đẹp thì quý anh chị cần phải có một sức khỏe, một cái tinh thần nó thoải mái, sảng khoái thì chúng ta mới có thể là có được những giấc mơ đẹp, và nó sẽ khiến cho chúng ta có thể là có một tinh thần tốt hơn, đúng không ạ? Và chúng ta phải hạn chế đi những cái giấc mơ không tốt như là mơ bóng đè và mơ phải ác mộng. Bởi vậy nếu như quý anh chị thường khi mà hay mắc phải những cái chứng mơ linh tinh, mơ ác mộng, mơ phải bóng đè thì chúng ta hãy cải thiện ngay giấc ngủ của mình, làm sao để cho thư giãn tinh thần của chúng ta một cách tốt hơn. Vâng, và thưa với lại quý anh chị thì tôi cũng đã có những cái video chia sẻ về những cái bài thuốc cũng như là những cái mẹo, những cái cách để giúp cho quý cô anh chị có được một giấc ngủ ngon hơn. Và những cái video đó thì tôi sẽ để dưới phần mô tả, quý cô anh chị hãy kéo xuống phần mô tả để có thể tham khảo thêm quý anh chị nhé. Và video tôi thì xin được kết thúc tại đây. Nếu như quý cô anh chị cảm thấy video này có hữu ích cũng như là kênh có ý nghĩa thì đừng quên là chia sẻ video và đăng ký kênh, vì tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Và nhớ là quý cô anh chị ơi, nhớ là hãy đăng ký kênh, vì tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video lần sau.